Vâng, xin chào mừng các chồng các trở lại với cả trang Kiến Cổ Kiến Xưa. Ngày hôm nay em lên ba cây tuyệt phẩm bao gồm đòn gánh, chữ H và cây cơn. Cơn là cơn chữ viên hoa, chữ to nhá. Vâng, đầu tiên là cây mét lơ đòn gánh. Cây này của Đức, quốc xã Thập Kỷ 195060. Con này xe ngang 140, xe càng 35. Con này khi cái mắt đeo nhìn từ xa thì tưởng nó là mét lơ đòn, tưởng là số lượng đòn gánh, nhưng thực chất nó là mét lơ đòn gánh của Đức Quốc xã Thập Kỷ 160 chuẩn đau nhất nhé. Và con này trong nó là trong thủy tinh nhá. Và cầu 20 đấy, còn trong rất thoải mái, trồng nó là trong nó rơi vào khoảng 5860, ok lắm. Và bọc vàng sáng gương nhá, xuất sắc nhá, zin hết nhá. Và đây là em đi tổng hợp tổng quan nhá. Và chú về con gì nhé, à cầu giữa thì nó có chuyện vuông nhưng mà nó cũng khá là mờ rồi đấy, là nó có cái thông tin thông số và cái chữ này, và cái nó cũng khá mờ, nó có một vài cái ký hiệu ký tự. Và tiếp theo đi sang hai càng hai bên nhá, đây là mã số 1 nhá, càng phải nó có số 135 và cái biểu tượng lưu hãng từ ngày xưa ngày xưa. Chú về con gì nhá, bản lề là bản lề ba răng nhá, rất hiếm gặp. Và đây là mét lơ đòn gánh của Đức Quốc xã Tân Quỷ 195060 chuẩn nhá, bản lề ba răng là bản lề rất hiếm ạ. Và cái chuôi nó có cái chữ Mekler Z Money nhưng mà nó cũng khá là mờ, cái chuôi đen đen đấy. Và còn cái càng này thì nó có cái chỉ số 135 và biểu tượng logo hãng này thì em quay rất là cận cảnh rồi đấy, xuất sắc nhá, bọc vàng sáng gương nhá, zin hết nhá. Và đấy là càng phải. Bây giờ em sẽ quay sang cái càng trái nhá, cái càng trái đấy. Và càng trái nó cũng thế thôi à. Càng trái đấy, 135 đấy, vâng, vẫn là cái bản này ba răng nhá, đấy, xuất sắc nhá, zin hết nhá. Đấy, chuôi rất đẹp nhá, nó rất là bóng nhá. Và đây qua cái chuôi này, đấy, chuôi nó có chữ Mekler Z Money này nhưng mà cũng khá mờ rồi, zin hết ạ. Và đây là mã số 1 ạ, Mekler đòn gánh Đức Quốc xã Thập Kỷ 1950-60, trong thủy tinh bên trong hơi váng dầu nhá, xuất sắc nhá, đấy, zin hết nhá. Bọc vàng sáng gương, mặc dù là quay sẩm tối này là tầm 5:30-6 giờ đấy, và nhưng mà còn đồ bọc vàng rất là mới ấy, vàng zin hết nhá. Đây là mã số 1 nhá, vị trí gác đền nhá, mét lơ đòn gánh Đức Quốc xã Thập Kỷ 1950-1960 chuẩn đau nhất nhá, xe ngang 140, xe càng 135, rất là thoải mái. Và giá cái này em đưa ra rất tốt ạ, trước em bán cái này toàn trên 15 triệu, bán trước toàn 15,5, bây giờ bán với giá là 15.200.000, 15.200k nhá, xuất sắc nhá, mét lơ đòn gánh nhá, giá 15.200, 15.200k, trước toàn 15,5 đến 15,4, 15,5 đấy ạ. Và giá bán với giá là 15.200 nhá. Về quy trình mua bán thì bác nào chuyển khoản em bao ship nhá, bác nào ship code là giao hàng không tiền thì luôn đặt cọc 100 đến 200 tùy theo dự tính. Về thời gian bán hàng em bán từ 8 giờ sáng đến 23 giờ, 8 giờ đến 11 giờ tối mà tất cả ngày tuần, không nghỉ nào kể ngày lễ ngày Tết. Với điều kiện bắt điện thoại trước, tránh tình trạng đến đột xuất quá thì em đi thẩm định, cũng như định giá đồ cổ xưa. Bắt điện thoại trước thì em sẽ nghênh tiếp đón từ xa tại ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội. Địa chỉ và số điện thoại lông lăng này. Song hành em lúc nào em sẽ để, một là để bên dưới này, hai là em sẽ để bên trên này. Đây là bên trên này. Đấy. Tức là địa chỉ và số điện thoại lông lăng song hành gắn liền 25 năm. Lúc nào cũng để một là bên trên, hai là em sẽ để bên dưới này. Đấy, rất là rõ ràng, cẩn thận nhá. Xong mã số 1 nhá. Tiếp theo là đi sang mã số 2. Mã số 2 đây là cây Đốc Bù La Mi Chát này, con này size càng 40, size ngang là 13,7 nhá. Và con này là cầu sừng, tức là cái chuôi sừng này và ve sừng này. Đấy, nó lại hay hiếm, rất hiếm nhá. Dòng chuôi sừng ve sừng rất hiếm, ra đời đầu tiên đấy. Và con này là cầu giữa thì nó có hai cái chuyện vuông, đó là biểu tượng lưu hãng từ ngày xưa ngày xưa. Trong cái biểu tượng cái chuyện vuông thì nó có thông tin thông số về kính nhá, và một vài vị trí kính lên tết đỉa nhá. Đây là con ve sừng này, đấy, đây nhá, ve sừng này, đây là ve sừng nhá, ok đúng không ạ. Tiếp sau đi sang hai càng hai bên, càng phải càng trái thì nó đều có cái chuyện vuông nhưng mà nó cũng rất là nhỏ đấy. Đây là, đấy, nó có một cái hai, một cái chuyện vuông, một chuyện tròn này. Đây là càng phải nhá. Đấy, cầu sừng, ve sừng, đấy là cái con này là ve sừng và chuôi sừng nhá. Đấy là càng phải, bây giờ em sắp quay sang càng trái này. Đấy, càng trái thì nó cũng thế thôi, nó cũng có cái chuyện vuông này. Đấy, nó có chuyện vuông. Đây là càng trái nhá, chuyện vuông này thì trong nó có cái thông tin thông số về kính nhá. Đấy, tức là cái kính cổ này, cái chuyện của nó rất là nhỏ. Đấy, rất là nhỏ nhá, nó không như kính này mới đó, vì kính này mới thì chuyện nó rõ ràng hơn. Kính cổ này thì cái chuyện rất là nhỏ đó, và bọc vàng sáng gương, rất là bóng bẩy nhá. Đấy, xuất sắc ạ, zin hết ạ. Và
Zin hết nhé, cái này cũng điểm trừ nhé. Đây là Đốc Bù La Mi 9H của Pháp xưa thập kỷ 50-60 nhé. Xe càng 40, xe ngang 13,7, rất thoải mái. Và bác nào mà chán cao vô rộng sơn đỉnh, mặt vuông chữ điền, đeo cái này chấm hết tuyệt đỉnh luôn. Đấy, mặc dù em quay này là tầm 5 rưỡi 6 giờ. Đấy, gần 6 giờ rồi mà vẫn còn ống ánh này. Bọc vàng sáng gương hàng thật rồi, còn hàng dởm, hàng giả, hàng nhái nó trẻ của đêm 3 ngày. Và đối tượng hàng dởm, hàng giả, hàng nhái thì nó sẽ không công khai địa chỉ đâu, nó giấu địa chỉ nơi nhà nơi, chúng nó địa chỉ chú khuất chúng nhìn khó tìm. Đấy là bộn chuyên bán hàng giả, hàng nhái là nó có cái đặc trưng là như thế. Và riêng về kính của đồ cổ, bác mua bán nên chọn địa chỉ số điện thoại lâu năm, như bên này là ok nhất. Vâng, giá cái này là 15.200.000, 15.200k nhá. Mã số 1, mã số 2 bằng giá nhau 15.200, 15.200k nhá. Rất rẻ, trước bán con này toàn 15.400, 15.500 đấy. Bây giờ giao lưu với giá là 15.200 nhá, 15.200k nhá. Đúc Bù La Mi chất Pháp xưa thập kỷ 50-60. Con này cầu nó cầu 20 rồi. Đấy, và mắt của nó là mắt khoảng 58-60 nhá. Rất thoải mái luôn, để size trong của nó đấy. Trong là trong thủy tinh. Và nó chỉ bên trong nó hơi váng dầu chút xí thôi ạ. Và xuất sắc đấy, zin hết nhá. Và đó là mã số 02 đã xong nhé, 15.200.000 nhé. Bác lưu ý nhé, ngày nay rất nhiều tượng bán giống hệt kính này với cái giá khoảng từ 2 triệu đến 8 triệu bán ở ngõ 216 của Linh, Long Biên, của Long Biên, Udo Mark, Ông Tác, ngõ Lan Bào, Gai Cát, xung quanh Hồ Thần Quang, xung quanh Hồ Văn Quán, Triều Khúc Thanh Xuân. Rất nhiều đối tượng bán giảm giả nhái. Những đối tượng này bán thì trên trang TikTok, Facebook và không có địa chỉ bán hàng lâu năm, không rõ ràng về hình ảnh, không một con người, đẩy rủi ro khách hàng. Mua bán thì đối tượng hẹn nửa đường, anh ở đâu mang qua xem bưng. Riêng mua bán về kính của đồ cổ, bác nên mục sở thị nhà có làm sao bắt đền bạn được, và nên chọn những cái địa chỉ số điện thoại lâu năm song hành, dễ nhìn dễ tìm, dễ thấy, như bên này chẳng hạn. Địa chỉ số điện thoại song hành luôn luôn gắn tiền trên, gắn liền trên tường, ghim tường, một là ghi trên bên đây này, hai là sẽ ở bên dưới này. Địa chỉ số điện thoại lâu năm bao giờ thế, từ xưa nay rồi, 20 mấy năm qua đều như thế rồi, rất rõ ràng, rất cẩn thận, và quy trình mua bán luôn luôn đảm bảo pháp nhân pháp lý. Và xong mã số 02 nhé. Đấy là em nói để cho bác cảnh giác biết. Tiếp theo là mã số 03, đây là cơn chữ thiên hoa, chữ to. Bao có bủng đây nhá. Đấy, con này nó đầy đủ, bao nó còn mới nguyên nhá. Đấy. Thấy không? Bao nó còn mới nguyên này. Zin hết nhá. Đây là con này thì còn nguyên tem rồi, mà những cây còn nguyên tem thì cũng không còn điểm gì để chê rồi, đấy không ạ? Bây giờ chỉ đi chi tiết bên trong nhá. Gầm cầu dưới, giữa thì bao giờ nó có cái là AO12K ghép chưa đang nguyên zin rồi. Mới trắng cựa nhá. Đấy. Xuất sắc, nói chung là những cây mà nó còn nguyên tem thì không còn điểm gì để chê. Và bọc vàng thì nó sáng lên gương rồi. Bây giờ đi chi tiết hai càng hai bên này. Và hai càng bằng cây của nó là 5/2 biểu tượng logo này, American Optical, có đảo chiều nhau nhá, nhưng mà chữ viên hoa nhá. Đấy, đây là nha, xuất sắc nhá. Bác nhìn không, rất xuất sắc nhá, vui vẻ, trắng tinh, trắng muốt. Đấy là càng phải nhá. À, tiếp theo chuyển sang cái càng trái này, nó thế thôi, đảo chiều nhau thôi. Đấy, càng trái thế là cũng 5/2 biểu tượng logo này, American Optical, 12 cái gấp chữ viên hoa này, hay gọi là chữ to này. Xuất sắc nhá, mới cắm cửa nhá, chui ve trắng tinh trắng mút. À, những cây nó còn nguyên tem này thì em không phải phân tích nhiều rồi, bởi vì sao, nó còn trong tình trạng new, mới cắm cửa luôn ạ. Và mọi thứ là thành vắc, sắc nét đẹp chuẩn, zin hết, không phải các bác không phải lăn tăn băn khoăn bất kỳ vấn đề gì ạ. Và chui ve này, trắng tinh trắng muốt này. Đấy, nó lại sướng ở chỗ đấy. Cái này là bác nào chơi sưu tầm, làm quà tặng, quà biếu anh em bạn bè, thông gia liên gia, ok luôn. Đấy, xuất sắc nhá, không còn điểm gì chê nhá. Và cơn chữ viên hoa, chữ to, đời trung thập niên 65-75, Mỹ xưa, chuẩn đau nhất nhá. Bên em từ xưa nay bán thương hiệu nổi tiếng uy tín chuẩn nhau nhất là anh Đức Pháp Mỹ rằng ok lắm. Và tất cả sản phẩm bán ra là check test toàn cầu rồi, không bác không được gì băn khoăn lăn tăn bất kỳ vấn đề gì cả. Đó là cái giá trị mà các bác là như thế. Riêng về tính cổ, đồ cổ bên em thì bao giờ cũng thế, mọi thứ rất là rõ ràng. Đó, từ quy trình mua bán về thời gian, về thời gian bán hàng em bán rất là thoải mái, từ 8 giờ sáng 2-3 giờ mà, từ 8 giờ đến 11 giờ tối mà, tất cả ngày trong tuần không nghỉ nào, kể cả lễ Tết. Với điều kiện bác đến thì điện thoại trước thôi. Tránh tình trạng đến đột xuất quá thì NV thẩm định cũng như định giá đồ cổ xưa hay đi gửi hàng. Bác điện thoại trước là em sẽ nghênh tiếp đón từ xa, tại ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội này. Đấy, ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, và kèm theo số điện thoại lâu năm, địa chỉ số điện thoại lâu năm. Dễ nhìn dễ tìm, bên thấy mở ra thấy ngay địa chỉ số điện thoại lâu năm. Đấy là đặc trưng đấy. Và giá cái này em đưa ra cực tốt ạ. Giá cái này là 18.200.000, 18.200k nhá. Giá là 18.200.000, 18.200k. Các bác mua đâu mua?
nên lựa chọn bán lâu năm thương hiệu, nên chọn con trai am hiểu về kính cổ, đồ cổ, không nên chọn con gái. Bởi vì sao? Nhiều các bác mua con gái xong thời gian nó lượn mất, biến mất, ù té quyền. Đấy là nó chơi chiêu thức là mỹ nhân kế, rất nhiều người mắc bẫy. Lưu ý nhé, vâng, cái này giá là 18.200, cơn chữ biên hoa, chữ to, đời trung thập niên 65-75, chuẩn đau nhất nhé. Vâng, vừa rồi là góc độ chia sẻ quan điểm em mới ở đâu đâu. Bởi vì những cái gì mà tinh túy nhất ở nước ngoài đúc kết được em đã chia sẻ lên để bác nắm bắt làm sao không mắc bẫy được đối tượng xấu. Vì ngày nay rất nhiều đối tượng nó thuê bán ăn theo phần trăm, cũng chỉ được một vài năm là nó lượn mất. Nhiều đối tượng nó còn thuê cửa hàng nhỏ bé nhưng mà sau thời gian nó biến tăm hơi luôn. Lưu ý vấn đề đấy. Và rất cảm ơn bác xem video. Bác nào yêu quý trên cổ số nút đăng ký kênh, subscribe, share. Và video kết thúc ạ. Xin chào tạm biệt các bác nha.